Nghẹn ngào khi nhìn thấy cảnh thanh niên chín nếp, một lòng quyết tâm xuống tóc quy y Tam Bảo, cũng như là thành tâm sám hối cho những việc làm mà ngày trước trong vô ý cũng như là vô tình và không biết đã gây nên. Thì do ngày trước anh làm việc ở một nhà hàng lớn tại Sài Gòn, thì công việc chính của anh là đầu bếp. Và trong suốt cái khoảng thời gian gần 10 năm làm việc của mình, thì anh đã vô tình làm mần rất là nhiều con vật mà anh không hề hay biết về luật nhân quả. Do cuộc đời anh có xảy ra một biến cố, cho nên dẫn đến là anh phải nằm trên giường suốt nhiều năm trời và không đi lại được. Thì anh tìm đến Phật Pháp và nghe những bài giảng về luật nhân quả. Và cuối cùng thì anh cũng đã ngộ ra về luật nhân quả. Và anh cảm thấy những việc làm mà trước đây mình vô tình cũng như là không hề hay biết đã tạo nên. Thì ngày hôm nay anh quyết tâm thành tâm sám hối, chỉ mong rằng những lỗi lầm xưa có thể được làm mờ đi và một lòng cùng nhau hướng về Phật Pháp. Dạ, để tìm hiểu về những gì mà thanh niên này đã trải qua, thì ngay bây giờ Ngôn xin mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi video ạ. Dạ, Ngôn cùng với Thanh Trúc quý huynh nha. Ngày hôm nay thì có quay trở lại ghé thăm người anh trai mà làm nghề đầu bếp quý huynh nha. Chàng ơi, chàng. Em với Ngôn xin chào anh nha. Dạ. Chàng ơi, bữa nay xuống tóc luôn quý vị. Sao mà xuống tóc vậy anh? Nhiều khi mà thấy mình nằm thấy làm sát sinh tội quá anh. Thì mình nguyện xuống tóc luôn cho nó bớt cái nghiệp lại. Dạ. Yeah. Ồ, cái máy đẩy sao thấy nó vô hơi không bén nha anh ba. Đúng rồi. Má nãy thì em nguyện. Ủa vậy là bữa nay là anh quyết định là xuống tóc luôn hả anh Chiến? Dạ. Yeah. Anh Chiến cho em hỏi thăm nè. Dạ. Yeah. Anh nguyện điều gì mà tự nhiên mình xuống tóc luôn vậy anh Chiến? Em xuống tóc rồi em nguyện theo Phật Pháp Tăng anh. Là anh nguyện quy theo Phật Pháp Tăng luôn? Dạ. Chàng ơi, chàng bộ giống như là những cái việc làm mà lúc trước mà anh còn làm nghề đầu bếp đó anh Chiến. Dạ. Là nó nhiều lắm á, gì mà anh sợ dữ vậy anh Chiến? Nhiều lắm anh. Hôm bữa em có nghe anh kể là tối là quay về tìm anh hả anh Chiến? Dạ, có ngủ mơ thấy anh. Mơ màng quay ra em thấy anh. Anh có thể kể cho em với quý vị khán giả được biết về cái việc đó nó diễn ra như thế nào không? Cũng như là giấc mơ của anh đó. Dạ, lúc trước em cũng có làm quán này kia đồ, cũng có làm heo rồi đó. Ừ. Thì từ hồi em té vợ thì em nằm ngủ rồi em cũng thấy rồi, về cũng thấy nó gượt. Ừ. Rồi em nay em cũng xuống tóc, em cũng cầu nguyện theo Phật Pháp Tăng luôn. Nhưng mà cái việc này anh có giống như là xin phép ông bà cha mẹ chưa anh Chiến? Dạ không anh, em tự nguyện thì em tự xuống luôn. Tự mình xuống luôn ha. Dạ. Anh có xin mẹ anh chưa? Dạ mẹ em đâu có xin. Trời ơi, không có mẹ hả? Nhỏ lớn là mẹ em cũng cũng có đi theo chồng khác, cũng có chồng khác này kia, em cũng sống ở bà nội em. Anh Chiến cho em hỏi thăm nè, vì sao mà tự nhiên á, cái anh phát tâm anh quy Phật Pháp Tăng mà trước đây anh giống như là không quy y, mà tự nhiên ngày hôm nay cái anh quy y gì anh Chiến? Nhiều khi bệnh tới giờ anh, hồi như mình nhớ hồi đó mình sát sanh nhiều quá đó. Ừ. Giờ mình xuống tóc mà mình quy y luôn cho cái tâm mình nó tịnh lại. À, có nghĩa là anh quyết chí một lòng hướng Phật để cho tâm mình thanh tịnh lại ha. Dạ. Để cho mình trải nghiệp ha anh. Dạ. Chàng ơi, chàng, có nhiều quý vị khán giả giống như là nghe anh Chiến nói là về cái luật nhân quả, nhưng mà nhiều quý vị đó họ chưa tin đó. Anh Chiến có lời gì muốn gửi tới họ không anh Chiến? Nói chung cái gì mấy
mấy người không có làm này kia đâu cũng không có biết được anh. Nhiều khi người ta cũng nói này kia đâu á. Từ hồi mà tới hồi mà bệnh đi rồi mới biết được cái nhân quả mà cái mình làm này kia mình tạo ra đó. Mình mới hiểu được. Còn ai mà nói thì em cũng không quan tâm. Anh không quan tâm những lời ra tiếng vào nữa ha. Cái lời nói là lời nói của người ta. Dạ. Còn cái mình á, mình làm á gì mà tự bản thân mình biết. Dạ. Tự mình hiểu thôi. Còn ai mà hiểu được á, ai mà đồng hành hiểu được với mình á thì mình cảm ơn. Dạ. Còn ai mà hiểu không được cái gì người ta có nói mình á thì mình cũng đành chịu thôi chứ biết sao vậy. Chàng ơi, chàng. Thật coi như là cái này là anh Chiến không cần ai biết hết trơn. Dạ. Chỉ cần tự tâm mình biết thôi. Dạ. Còn ai nói ra nói vào anh Chiến kệ ha. Có nhiều quý vị hỏi em á là giống như là bình luận hỏi anh á sao mà người ta cũng đang mằng đó mà có gì đâu, người ta cũng có giàu có tiền có bạc rồi đó anh Chiến. Cái đó là từ từ anh. Giống như cái cảnh anh Chiến hồi xưa không? Dạ. Cũng như em thì đó, hồi đó em làm rồi em cũng đâu có biết được cái tương lai đâu. Lúc đó lương cao không Chiến? Lúc đó là lương cũng tháng mười mấy triệu. Mười mấy triệu. Thí dụ như đại gia họ muốn làm một cái con giống như là lạ đó anh Chiến. Dạ. Rồi họ kêu anh làm như vậy, anh làm theo yêu cầu của họ đó. Là họ bo cho mình bao nhiêu anh Chiến? Nhiều khi thất sợ bởi vì 500, 200-300. Một con á hả? Dạ. Còn nhiều khi cái gì chủ quán đem vô rồi chủ quán phụ thu 2-3 triệu, 1-2 triệu vậy chế biến vậy đó. Chàng ơi chàng. Rồi tới tháng rồi mà có doanh thu quá gì người ta cho mình thêm 2-3 triệu gì đó. Là anh lấy tiền bo riêng rồi tiền lương riêng nữa. Dạ. Rồi lâu lâu mấy khách sạp còn cho 1-2 triệu luôn. Dạ. Thì nếu mà khách mà vô ăn quen á, thấy mình nấu chế biến mà vừa khẩu vị người ta đó, người ta cầm ta cho mình 1-2 triệu người ta đó tiếc đâu. Vậy lúc anh làm nghề đó là tiền nhiều lắm rồi, tiền đâu hết anh Chiến. Giờ em đổ bệnh này, giờ em cũng cốt ngang cũng hết là năm mấy nay nè. Chàng ơi chàng, là một năm mấy nay. Dạ. Là anh quy giống như là quy ra cái số tiền mà cứu lấy đôi chân anh á. Dạ. Chữa trị á là bao nhiêu anh Chiến, khoảng bao nhiêu anh Chiến tầm á? Từ hồi mà em té tới giờ cốt ngang không cũng mấy trăm triệu hả? Dạ. Chàng ơi chàng, đây nè quý diễn giả, em nằm bệnh viện điều trị rồi này kia phục hồi á, đang tập chân rồi á, chăm cứu rồi á, cũng năm, cũng gần năm. Rồi em hết khả năng em về nhà trọ. Rồi bây giờ là hết tiền điều trị rồi bỏ đại luôn. Dạ. Nằm như vậy chịu luôn. Dạ. Đó quý vị khán giả ơi, có nhiều quý vị khán giả bình luận á, nói với Ngôn cũng như là nói với anh Chiến nè, sao mà tôi cũng đang làm gà, làm vịt, làm heo nè, mà có nghèo đâu, tiền ngốc nè. Đó, đây là quý vị khán giả, đây là những lời chia sẻ thật lòng của anh Chiến nha quý vị khán giả. Mới cấp đầu á là anh Chiến, cấp đầu á là mình chỉ là kiếm tiền thôi. Dạ. Với lại là mình không có suy nghĩ. Thì ở đây á, mấy anh em chỉ chia sẻ anh Chiến này lên như thế nào thì mấy anh em chia sẻ vậy. Chứ ở đây là Thanh Trúc á, với Ngôn thì không phải là nói là mình làm như vậy, là sự việc như vậy. Cái này là mỗi người, mỗi cái hoàn cảnh nó khác nhau với lại sự việc. Anh hỏi thăm nè, mỗi lần mà anh nằm trên bao á, anh thấy những cái con vật nó quay trở về, nó đòi anh á, thì lúc đó anh là xử lý sao anh Chiến? Xử lý sao để cho nó qua chuyện? Em cũng biết sao vậy, em cũng gái á. Gái nó hồi đó kiếp trước em có sát sanh vậy đó. Thì thôi vậy cho em ăn năn sám hối đi. Còn cho em cũng cầu nguyện được cho những con mà vật em giết đó, cũng đừng có làm con vật nữa, kiếp sau làm người. Trời ơi chàng. Nhưng mà thường thường em nhớ là ông bà xưa mình, thí dụ như có màng gà, màng vịt đồ á, thì cũng có đọc cái đó rồi mà anh Chiến, đúng không anh Chiến? Dạ. Lúc anh làm anh có đọc gì không? Lúc đó mình còn nhỏ mà làm kiếm tiền này kia mình đâu có hiểu được, đâu có đọc gì đâu. Cứ vô chuồng bao nhiêu con cái móc ra, con nào dính vô là làm luôn vậy hả anh Chiến? Dạ. Chàng ơi chàng. Chắc nói là mình suy nghĩ là kiếm tiền thôi, chứ không có mà... À, sự việc mà nó xảy ra như bây giờ ha anh. Dạ. Kinh nghiệm mà trong 10 năm mà anh làm đầu bếp á, anh ngán nhất là làm con gì anh Chiến? Ngán nhất heo. Làm heo ha. Dạ. Heo mọi á, cỡ mười mấy ký. Con heo gừng á hả? Dạ. Mình làm con heo mọi. Nó mạnh lắm hay sao mà anh ngán? À, khi mà mình lấy cái nó. Mình nói làm thôi anh. Dạ, làm á, mình làm nó xong rồi lúc mà làm á rồi nó dãy này kia ám ảnh.
Là nó dãy lâu hơn Chiến, theo anh Chiến độ nó dãy cỡ bao nhiêu phút? Dãy cỡ 5 phút, 10 phút trì thi mạnh. Ừ. Mình làm chưa tới á. Có khi nào nó ngồi gì nó chạy hơn chứ? Không, nhiều khi á, nhiều khi mình cầm mình làm á, nhiều khi mình làm mình đè mà không tới á, nó đạp. Ừ. Mạnh lắm á. Mà trúng mình luôn hơn. À, trúng là một trúng bụng là mắc khở luôn á. À, anh trai, anh là cái gì của anh này? Em là anh của nó anh. Em thấy hồi sớm á, em với Ngôn vô á, thấy anh là một cái người lo nè. Với lại là thường á, là vợ của anh ta á, là thường á là ở đây, còn á là phụ có vợ đi, vợ lo cho anh đó, còn không có vợ đó là anh là cái người lo hả? Dạ đúng rồi, không có vợ nó đây thì em lo cho nó. Chị ơi, rồi thường thường là cái bà vợ là bà đi làm hay là sao anh trai? Vợ nó đi làm anh. Với phần con nó còn ở chả nó đưa rước đi học nữa rồi nó đi làm nữa. Anh là anh ruột hay là anh bà con? Em là anh ruột nó. Anh ruột là anh lo là vệ sinh này kia đầy đủ hết. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Anh cho em hỏi á, là cái sự việc mà vì sao mà em của anh mà em thấy là cao ráo tứng tú lắm, nhưng mà không biết cái sự việc như thế nào, anh phải kể cho em và mọi người được biết rõ cái câu chuyện anh. Lúc trước là anh đi làm bếp anh. Sau này mùa dịch vô đó, xong rồi nó không có làm được. Dạ. Rồi nó đi làm hồ rồi đi phù hộ cho người ta, rồi nó leo nóc nhà, rồi nó chật cái miếng tôn sáng, rồi nó té xuống. Ừ. Rồi nó vô nha, là xe ba gác nó chở vô, rồi đưa nó miếng dán, nó chở vô bệnh viện của Biên Hòa Đồng Nai mình đó. Dạ. Rồi vô đó là mổ, rồi lúc đó em thiếu tiền, dành cho gia đình không có tiền thiếu. Rồi nó nằm 3 ngày mới mổ. Trời ơi. Ba ngày sau mới mổ. Chắc là anh nghe cái tin mà em của mình nó như vậy, anh cảm giác làm sao? Thì cũng em cũng biết sao anh, ở nhà mình nghèo mà, tới đâu hay tới đó thôi. Em nghe nói là anh không có gia đình nữa đúng không? Đúng rồi, em không có gia đình. Cho nên là anh lo, nghe nói là một người anh lo cho em. Thí dụ mà di chuyển tới lui là anh không đó hả? Di chuyển tới lui thì em ginh đó. Anh còn sức khỏe anh ta. Rồi cơm nước rồi sao anh? Cơm nước thì em nấu rồi em bới cho nó rồi nó nghiêng của nó ăn lên á. Ví dụ có vợ ở nhà thì vợ lo. Đúng rồi. Rồi mà vợ đi á thì anh là một cái người một tay anh hết. Đúng rồi. Cái giấc đó là anh em của anh nè. Thì đi làm hồ như vậy á. Cái cấp đầu chắc em thấy là anh em của anh á cao ráo mà đẹp trai nha. Dạ. Trước khi đó anh đã làm cái nghề gì anh? Em thì cũng nói chung là làm thêm mà, ai mướn gì em làm em đó. Em của anh kìa. Trước đó là làm cái bếp, làm bếp mình á, làm trong nhà hàng á. Dạ. Rồi ngay đợt dịch á, là không có, người ta không có mở cửa nữa, rồi nghỉ, rồi không đi ra ngoài làm hồ. Rồi xong làm hồ xong nó té luôn á. Dạ, cái gì? Anh thường á, anh lo cho em của anh nè, rồi anh không đi làm, rồi lấy cái gì mà để cái kinh tế mà hai anh em ăn. Nói chung ra sớm người ta cũng thương anh, thì người cho một ít, vì con cháu vòng vòng đây nè nó cho. Bữa nào ấy có người ta mướn thì em làm, còn bữa nào không có làm thì ở nhà cho nó. Rồi, thí dụ người ta mướn rồi anh đi làm anh lo cho em anh như thế nào, sáng anh chuẩn bị sao anh kể cho em nghe coi. Nếu mà lo ấy sáng thì em nấu cơm sẵn á, rồi nhờ chú với nhỏ em nè, trưa này nào đói nó kêu súng bới cho nó ăn dùm. Vì là anh đi là anh cũng phải dặn nha. Dạ. Thì anh là thường là anh ở chung luôn hay là anh ở riêng? Em ở riêng mình nên em với này à. À, nhưng mà vợ của em dâu với em dâu mà đi làm rồi thì anh là cái người là chăm cho em của anh. Dạ đúng rồi. Anh thấy mới cấp đầu á, em của anh nè, anh gặp rồi anh thấy có tin vào cái sự thật không? Không, anh lúc đó điện về là em không tin, lên chảnh. Như thế nào anh kể cho em nghe coi. Xong cái này điện nó em nó té gì đó, rồi em đi lên. Lên thì em thấy, chứ lên rồi nó chở vô bệnh viện rồi. Nhưng mà đóng tiền phí nó thiếu. Thiếu rồi chắc nó hành sao? Thì em có biết sao đâu. Thì nhờ người này người kia xin rồi với vợ nó chạy, người này đầu này người kia mới đủ tiền đóng vô. Xong là nằm nó 3 ngày sau mới mổ. Chàng ơi. Nhưng khi đó là cái sống của nó là dập hai đốt, là nhuyễn nhừ luôn, như mà đập những chai vậy đó. Rồi chắc đó anh nghe cái tin mà ở trên mà rớt xuống á, thì chắc anh độ chắc cũng nhẹ hay gì anh?
em nhà nó chứ không đến đổi, nhưng mà em nó cũng nhà cũng giá nó gán, nó gãy tay gãy giò cũng đỡ. Yeah. Ai nhà nó gãy sống. Bây giờ là sự thật là nó nghiêm trọng như vậy ha. Dạ đúng rồi. Không tiền mà để lo luôn. Không tiền anh. Chắc là đi mượn hay sao anh cha? Lúc đó em đi vợ đi hỏi đầu này đầu kia mượn đưa vô mới đủ tiền nó lên cái mổ. Mà em thấy anh là một cái người anh trai nè mà thương em á. Nói chung là hiện tại bây giờ là anh là phải lo cho em, mà mẹ của anh còn không? Không anh, mẹ bỏ đi bốn em hồi lúc mà nó mới chưa biết bò, nó bỏ đi tới giờ đâu có về đâu. Vậy là anh là mấy anh em là mồ côi đó hả? Dạ đúng rồi. Anh có thể kể cho em nghe cái cuộc sống của anh hồi đó, anh là cái người lơ, anh thứ mấy? Em thứ ba. Anh lo cho em như thế nào, anh kể cho em và mọi người được biết coi. Đó nói chung hồi nhỏ là em không có lo nó, tại đó là tụi em còn nhỏ là chú bác, đó là bà nội. Ừ. Đầu tiên là bà nội lo rồi tới chú bác nuôi rồi mấy anh em tới lớn, rồi sau này tới nhà nước nuôi á. Ừ. Là một người vậy là nuôi tới năm 17 tuổi, 18 tuổi. Ừ. Là một người. Nhưng mà vì sao á, cho em hỏi á, là mình mồ côi á, là mình có biết mặt cha mẹ mình bao giờ chưa? Cha thì biết anh. Rồi sao anh? Rồi cha có nhận không? Cha thì ở đây bình thường, với dần ở nhà cũng khổ, cha cũng đi làm. Rồi mẹ? Mẹ thì nói chung là mẹ không, từ nhỏ tới lớn không ở với anh em. Là anh biết mẹ anh không? Biết chứ. Mẹ cũng có gia đình riêng rồi. Mà mẹ anh có nhận anh không? Cũng có nhận anh, nhưng mà tụi em cũng ít qua lại lắm. À, có nhận anh. Vậy là mẹ anh bỏ bốn anh em. Dạ đúng rồi. Là bốn anh em mồ côi mẹ. Trời ơi, rồi xong rồi xảy ra một cái sự việc là anh là phải lo cho em trai của anh. Sống một vài, nói chung là một thời gian đó là không người thân, không mẹ, có cha, mà cha có lo cho anh đầy đủ không cho mấy anh em? Nói chung hồi lúc té vợ thì cha cũng có đưa cho nó ít, gửi cho nó, mà cho nó ba sử dụng với ba cái tả rồi đó. Anh có thể kể cho em nghe cái sự việc mà cái cách mà mình sống mà không có mẹ như thế nào không? Anh có thể kể cho em một cái cuộc sống mà để mấy anh em mà đi ra đường thấy người ta có cha có mẹ đầy đủ, còn anh em thì mẹ thì bỏ. Anh có thể kể cái sự việc đó cho em và cô chú được biết không anh? Chung đó thì bà bỏ thì tôi là em cũng còn nhỏ lắm, câu chuyện đó em không hiểu được nhiều. Tới anh lớn lên anh mà hiểu việc á thì anh suy nghĩ là mình là một cái người bị mẹ bỏ không? Cái đó em không nhớ nổi, không kể được anh. Nhưng mà đi ra đường á thì thấy người ta có cha có mẹ đầy đủ, còn hai mấy anh em của anh á thì sống mồ côi, phải dạ. Nương náu với nhau. Chứ bây giờ thì mẹ thì đã bỏ. Cái đó là mẹ bỏ hay là sao, như thế nào anh thấy? Mẹ bỏ anh. Mẹ bỏ là mẹ có chồng khác đó anh? Dạ đúng rồi. Cái thời mà còn suốt thùng khiên á, hồi xưa á. Yeah. Là lúa mình không có bó, mình lan á. Yeah. Là cha là đi văng lưới ở dưới sông, là lưới bao màng hồi xưa mình á. Yeah. Anh không hỏi vì sao mà mẹ bỏ không? Anh không hỏi hả? Em không hỏi anh. Không hỏi. Nhưng mà thì cái sự việc đó là cha bỏ. Cha mẹ bỏ chứ. Mẹ bỏ. Anh như gì nè anh? Rồi có khi nào mà anh nhìn em của anh đó, anh tủi thân cho em anh không? Cũng có anh, chứ đâu nói được đâu. Anh tủi thân như thế nào, anh kể cho em nghe cho. Nghẹn ngào cái gì? Nhắc tới là nghẹn ngào. Một cái người anh trai thấy xót á anh. Em mình cấp còn á, đi làm mạnh khỏe lắm. Anh vì sao mà anh suy nghĩ tới em của anh là anh rớt nước mắt anh? Đó bố này em sống chung nhau, mà giờ út nó bị té vậy. Đây là một cái người em út của anh. Thế vậy bây giờ là phải là anh là một cái người phải lo, đi đứng phải bồng, tiểu tiện gì cũng phải bồng hết anh. Anh có suy nghĩ nếu mình là một cái người anh nè, mình
ổng có làm mà lo được gì cho em, mình đủ điều kiện, mình có suy nghĩ tới cái đó chưa anh? Không có không đâu mà em cũng suy nghĩ tới, mà đâu đủ điều kiện anh, với bằng em cũng có bệnh trong người em mà. Anh suy nghĩ làm sao, anh kể cho em nghe coi. Anh suy nghĩ làm sao mà không suy nghĩ tới? Theo mà hiện tại đó em của anh là không có đủ tiền mà chạy chữa nè. Anh đúng suy rồi. Nghĩ làm sao? Thì lúc nào có tiền thì nó chạy chữa, còn lúc nào nó không có tiền thì nó nằm ở nhà vậy đó. Ừ, nếu mà anh thấy mà mỗi lần mà trời lạnh á, cơn đau của anh á, nó lên á thì anh thấy làm sao? Thấy em của anh sao nhất nó? Nó trời lạnh thì nó hay bị giật á. Giật nhất nha. Nhất nó giật cái cây ra giật á. Như kinh phong vậy. Ừ, mà nhưng mà đau hết anh. Ừ. Anh trai ơi, anh trai cho em hỏi nhé, cái người anh của anh đó là thường á là vợ anh mà đi làm rồi á là lo cho anh đúng không? Dạ. Ừ. Anh là cái người con trai út mà. Dạ. Em thấy cái hình của anh gấp còn sức khỏe đó, cũng cao ráo. Lúc nó 1m8 mà. Dạ. Một chàng trai cao 1m8 quý vị. Nhưng mà gặp cái sự việc rồi á, bây giờ là nhờ vào anh, cái người anh của anh. Đây là anh hai hả anh? Em anh ba anh. Anh ba, một cái người thứ ba. Ảnh như vậy rồi có khi nào anh suy nghĩ là thấy anh mình mà lo mình hồi cái cấp nhỏ rồi lớn còn lo nữa, anh thấy là thương anh mình không? Anh em mà sao cương rồi anh? Ừ. Mình bệnh hoạn thì anh mình lo mình vậy vậy? Không, tại có người á anh, có khi ít khi nào mà anh ruột lo lắm á. Dạ. Đa số là cha mẹ anh lo nhiều nhất. Nhưng mà cái người anh không đi làm mà phải lo cho anh ha. Dạ. Anh thấy anh của anh lo vậy đó, anh thấy xót không? Chứ không phải nằm đêm cũng xót à. Suy nghĩ sao về cái người ạ? Suy nghĩ về anh mình đó thì chưa có vợ con ở trên, người lo mình làm mà kiếm tiền lo mình. Ôi thuốc men này kia mà nhiều đi mà. Nhiều đi mà anh mình cứ cũng thức canh mình này kia nhiều lúc mình cũng xót lắm mà bây giờ em cũng bất lực lòng tâm. Em cũng đâu có biết làm sao giờ. Chỉ biết là rớt nước mắt thôi anh. Dạ, chứ em cũng có biết làm sao giờ đâu. Giờ nói chung cái gì xô gũi nó đến với em vậy em cũng chấp nhận thôi chứ sao. Giờ em nằm chỗ đó thì cơm nước thì anh nấu rồi tắm rửa rồi anh ẩm ra tắm rồi ẩm vô này kia, cũng thấy anh mình cực khổ mà cũng nhiều lúc cũng làm điên cũng thấy tội anh mình lắm. Là anh là cái người là bồng đi tắm. Dạ. Ở ngoài tắm, ở ngoài cặp mấy sông đó anh. Dạ, tắm ở dưới sông anh. Ừ. Là sáng là phải tắm hay là một ngày tắm một lần anh ba? Khi bữa nào nó khỏe mới tắm được anh, bữa nào mọi người nó bị nóng quá không dám tắm, lo mình ha. Ừ, lo mình. Còn cái gì là ở đây á, hai anh em phải nương náu với nhau, cái người anh thứ ba á thì phải lo cho em của mình. Công việc á thì không làm. Nói chung là không phải không làm, phải lo cho cái người em, còn tắm rửa là phải bồng ẩm. Mà hiếm ai giống được gì lắm cái gì. Lúc này nó còn ở nhà mình được, như lúc trước nó đâu ở nhà mình được, nó đâu có xe chở được đâu. Bây giờ thì anh cũng phụ ha. Dạ em cũng phụ thôi. Phụ lo để cho cái cuộc sống. Để thôi nếu mà anh ở nhà đó thì không có ai mà phụ giúp ba cái tiền kinh tế ha. Dạ. Cái người anh ba của anh nè, thường á là tắm cho anh ha anh. Dạ. Và lau mình. Dạ. Rồi anh nấu cơm nấu cháo luôn ha anh. Dạ. Anh trai, anh ba, anh dạ, nấu cơm. Dạ, nấu cơm nấu cháo cho nó ăn luôn anh. Nó muốn ăn gì em nấu nó cái đó cho nó ăn. Làm được không? Đấy em làm được. Làm được á, chuyện nội trợ làm được ha. Đấy, cái đó bình thường anh. Giờ làm được rồi sao chưa có vợ không? Tại duyên nào mình chưa tới đâu nói được đâu. À, nói chung là một người anh không có vợ. À, nuôi một cái người em trai. À, cái người em của anh á nói anh là không có vợ để nuôi. Anh có khi nào anh trai anh có khi nào anh thấy là anh của anh á lo cho anh rồi không muốn có vợ không? Cái đó là em cũng không biết nè. Anh có suy nghĩ gì chưa? Anh có kêu anh kiếm vợ không? Nhiều khi người ta thấy gia cảnh anh em cũng khổ, nhiều khi nó cũng không dám về. Nhiều khi người ta thấy nhiều khi mà quen ghệ này kia dẫn vô nhà thấy trời này người ta chạy bắt dép á. Chúng họ nó bệnh giờ là người ta vợ lo, tụi em cũng ấy chút đỉnh à. Chứ vợ nó lo không à.
Ừ. Anh trai. Dạ. Thì nói chung á, ngày hôm nay nè, em với Thanh Trúc cũng như là mấy anh em á, dạ, xuống thăm anh á, thì được biết á là anh đang gặp cái tình trạng là đi đứng không được rồi, rồi nó đau nhức nè, dạ, cũng như là cái vết thương á, dạ, là nó không có khô ha, nó bị, dạ, giống như là ướt hoài đó. Thì ngày hôm nay á, mấy anh em á có mang theo bột ngải đen, dạ, bột ngải đen á để tặng cho anh. Thì nói chung á, cái bột ngải đen này nè, nó sẽ hỗ trợ về các cái triệu chứng giống như là thần kinh tọa nè, thoái hóa cột sống nè, thoát vị đĩa đệm, rồi vết thương thì nó làm cho mau lành lại, mau liền lại, khô, mau khô. Dạ. Rồi nó sẽ giảm các cái triệu chứng là đau nhức trong cơ thể anh á. Dạ. Thì nó nói chung là rất là hay, phước chủ mai thay để hỗ, dạ, trợ cho anh đi đứng lại được. Dạ. Thì mình cũng cầu mong vậy ha. Dạ. À, đây em gái giữ cho anh của em ha. Ừ. Thì cái cách dùng á thì anh dùng bây giờ mấy ngày đầu tiên á, là hồi đó giờ là anh có biết ngải đen chưa? Dạ chưa, em chưa uống lần nào. Chưa uống lần nào ha. Dạ. Thì nói chung á là mấy cái cơ giống như lần đầu dùng á thì cơ địa mình sẽ chưa có quen, dạ, chưa có thích ứng được với bột ngải đen á, tại vì trong này nó có kết hợp với bột ngải chống độc cùng với nhiều loại thảo dược khác nữa. Dạ. Ừ. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất á là bột ngải chống độc á là nó sẽ đào thải độc tố trong cơ thể anh ra. Dạ. Nó sẽ thanh lọc cơ thể anh. À, giống như là nó lấy lại cái cân bằng cho cơ thể mình. Dạ. Thì cái lúc mà trong cái quá trình mà mấy ngày đầu á, nó đào thải độc tố ra đó, thì anh sẽ có cảm giác giống như là không quen á. Dạ. Nó sẽ giống như là lăn lăn, hoặc là có người thì đi ngoài nhiều. Dạ. Nó tùy theo cơ địa mỗi người. Dạ. Cho nên nó có các cái biểu hiện khác nhau. À, cho nên là mấy ngày đầu anh dùng ít thôi. Dạ. À, mình tập mấy ngày đầu thì mình dùng một lần là một muỗng cà phê. Dạ. Ừ, một muỗng cà phê cái anh bỏ vô cái ly nhỏ đó, cái chung nhỏ đó. Dạ. Anh pha một ít nước ấm. Dạ. Vừa ấm ấm thôi, đừng có sôi ha. Cái đầu anh quậy cho nó tan ra. Rồi anh canh cái lượng nước vừa đủ anh uống thôi. Dạ. Nó hơi khó uống nha. Dạ. Nó chắc đắng á. Dạ. Cho nên nó hơi khó ha. Dạ. Anh gán ha. Dạ. Tại vì nó có cái loại viên nữa. Nó có cái loại viên nữa, nhưng mà em nghĩ rằng anh thì dùng cái dạng bột này đi cho nó nhanh thẩm thấu hơn. Dạ. Nó giúp cho anh giảm đau nhiều hơn ha. Dạ. Em gái nhớ giúp cho anh em nha, là em nhớ là một muỗng cà phê vừa lưng lưng á, cái em bỏ vô em quậy lên nha, cho tan cái lượng nước em canh vừa đủ anh em uống thôi, chứ đừng nhiều nước quá nó khó uống ha. Nhưng mà nhớ là mình trước khi mình uống là mình sẽ đúc cho anh của em á là dùng một ít cái gì đó đi, giống như là cháo hay cơm gì đó, cho nó dựng cái bụng đó, rồi khoảng 5 phút sau rồi mình sẽ uống. Nhớ nha. Dạ. Vậy anh ha. Dạ. Cảm ơn anh. Cố gắng lên anh ha. Dạ. À, còn bây giờ để Thanh Trúc vô gửi cái phần viên của Quý Mạnh Thường Quân cho anh ha. Dạ dạ. Dạ. Dạ, thưa quý diễn giả, thì để mà có được cái bột ngải đen á, quý diễn giả mình cần dùng á, thì cứ comment trực tiếp cho Ngôn cùng với Thanh Trúc. À, hoặc là để lại cái số liên hệ, hoặc là liên lạc theo cái số liên hệ hiện trên màn hình đó, thì mấy anh em sẽ hỗ trợ cho quý vị khán giả mình có được bột ngải đen nha. Đây nè, Thanh Trúc với Ngôn thì lại đây cũng gửi một cái phần viên, thì cái phần này á là tiền quỹ á anh, của anh Việt Kiều ở Mỹ gửi cho anh 1 triệu để mình mua thuốc men ha. Dạ. Cái này là 1 triệu của anh Việt Kiều ở Mỹ. Dạ. Anh có lời nào gửi đến cái anh Việt Kiều ở Mỹ không? Em cũng cảm ơn anh Việt Kiều Mỹ đã giúp đỡ cho em 1 triệu uống thuốc men. Em cũng chúc gia đình dồi dào sức khỏe. Em cảm ơn anh. Dạ, thì dưới lại là một cái thuốc ngải đen nữa. Thì bên Thanh Trúc nè, Vui Ngôn thì cũng gửi cho anh ha. Dạ. Cái là ngải đen, ngải chống độc á. Dạ. Thì nói chung vậy là nó hỗ trợ về nhức khớp, tê tay, nhức mỏi và trào ngược dạ dày, đau bao tử và viêm khớp luôn, và ung thư đen, ngải chống độc á. Cô chú anh chị mà muốn dùng cái sản phẩm này thì cứ để lại số điện thoại cho Thanh Trúc hay là Ngôn nè, mấy anh em sẽ điện cho cô chú anh chị. Thì một lần nữa thì Thanh Trúc cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video rất là nhiều ạ. Thì ở đây là em gửi cho anh nha. Dạ. Em cũng cảm ơn anh Trúc với anh Ngô đã hỗ trợ cho em số tiền được 1 triệu với hộp ngải đen em muốn. Em cũng chúc hai anh thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn hai anh nhiều.
Em có lời nào gửi đến cô chú anh chị thay anh của em không? Dạ, em cảm ơn cô chú anh chị đã tặng tiền với lại tặng thuốc kẻ đen cho anh của em. Dạ thì anh Trúc cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video. Thì em cũng chúc cho anh nè được thật là nhiều sức khỏe, với là chúc cho anh được vợ anh thương nhiều hơn để lo cho cái cuộc sống nhiều hơn. Dạ em xin chào cô chú anh chị ạ.